Xin chào các bác. Thì hôm nay em về lại 3 chiếc súp đơn 50 đến từ nhà BRE. Hàng rất là khủng. Đấy. Rất là khủng các bác nhá. Hôm trước cũng về được mấy cái thì cũng bán hết rồi. Thì hôm nay tiếp tục về được 3 chiếc. Cái dòng này nó dòng khủng long bạo chúa. Từ 300 côn 152. Đây này, côn các bác nhìn từ cái lỗ này đến cái lỗ này này, 152, gần một gang tay. Cho cái côn. Đấy. Còn bát thì hơn một gang tay đấy. Quá khủng luôn, 350, màng carbon các bác nhé, carbon. Cái màng này các bác cầm búa gõ cũng không thủng được, nên đánh thì không bao giờ sợ hỏng màng. Rất là khủng luôn. Đây, xuống đường. Có 3 chiếc thôi, bác nào nhanh tay thì các bác chơi nhá. Thì giá thì em bán cho các bác với giá là 8 triệu 500 nghìn một quả bao ship. Và 8 triệu bán tại nhà. Đấy. Đây các bác nhìn này. Khiếp luôn, màng nước này, từ này, đã mà có 3 quả thôi, dành cho những bác nào mà thích gia đình, mà thích bạo lực, thích mạnh, đánh gọi là chết trâu chết chó. Và con này thì nó cũng rất là dễ đánh thôi, vì cái độ nhạy nó cao các bác ạ. Đây các bác ấn cái màng thì biết cái độ nhạy nó rất là cao, nó rất là mềm, nên công suất cũng không cần quá lớn để đánh nó. Với mỗi một chiếc bát này thì các bác chỉ cần một con đẩy khoảng 1200W một kênh là các bác có thể đánh tốt được nó rồi các bác nhá. 1200W một kênh là có thể đánh tốt được nó. Đấy, nên ví dụ là mà mua một cặp mà các bác chơi thì chỉ cần có để 2 kênh, mỗi kênh khoảng 1200 mình đã chơi là rất là ngon, đúng không? Còn rất là chất lượng. Và còn đẹp. Thùng vách chắc chắn. Và giá em báo rồi, 8 triệu rưỡi bao ship, 8 triệu bán tại nhà các bác nhá. Thì các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Dòng này thì nói chung là châu bò lợn gà, các bác nhìn cái côn này, các bác nhìn cái nòng, cái dây đồng này, đúng châu bò lợn gà luôn. Khét chất lượng quá khủng. Quá khủng luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé.